Xin chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu xem một số âm thanh mà các em đã được nghe và biết. Vậy các em có muốn biết âm thanh được tạo thành như thế nào không? Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài mới. Đó là bài âm thanh. Ở hoạt động 1, các em sẽ trả lời cho câu hỏi âm thanh được phát ra từ đâu? Bây giờ các em cùng lắng nghe một đoạn clip và liệt kê ra những âm thanh mà các em vừa nghe thấy được nhé. Sau khi các em đã lắng nghe và liệt kê, bây giờ các em hãy đối chiếu kết quả lại xem có giống cô không nhé. Chúng ta nghe được tiếng xe, tiếng còi xe, tiếng bước đi, tiếng nói cười, tiếng chim hót và tiếng khỉ trong vườn thú. Như vậy, xung quanh ta có rất nhiều âm thanh thật phong phú và đa dạng. Có âm thanh do con người tạo ra, có âm thanh có sẵn trong tự nhiên. Nhiều âm thanh ta thường nghe thấy vào ban ngày, còn có những âm thanh ta nghe thấy vào ban đêm. Để các em hiểu rõ hơn về âm thanh, cô mời các em bước qua hoạt động 2 và trả lời cho câu hỏi làm cách nào để phát ra âm thanh. Các em cùng quan sát trên màn hình. Từ các vực sau, em hãy làm cách nào để phát ra âm thanh. Ta có ống bơ, sỏi và thước kẽ. Cách để phát ra âm thanh. Ống bơ và các viên sỏi. Các em hãy cho các viên sỏi vào trong ống bơ, rồi dùng tay lắc mạnh ống bơ. Lúc này ta tạo ra được âm thanh. Ta dùng thước kẽ gõ lên bàn hoặc các vật khác. Ta tạo ra được âm thanh. Như vậy, ở hoạt động 2 đã cho chúng ta thấy âm thanh được phát ra từ nhiều nguồn khác nhau. Bây giờ cô mời các em qua hoạt động 3, đó là hoạt động thí nghiệm. Ở thí nghiệm 1, như hình vẽ, người ta rắc ít vụn giấy trên mặt trống, gỡ trống và quan sát mặt trống có rung động không? Ta thu được kết quả như sau. Khi không gỡ trống, vụn giấy trên mặt trống không chuyển động. Khi gõ trống, mặt trống rung lên làm cho vụn giấy trên mặt trống chuyển động. Khi gõ mạnh hơn, các vụn giấy chuyển động mạnh hơn. Chúng ta cùng bước qua thí nghiệm thứ 2 và cùng thực hành theo nhé. Các em hãy đặt tay vào cổ như hình vẽ, nói to, môn khoa học lớp 4. Khi nói, tay có cảm giác gì? Như vậy, khi nói, âm thanh phát ra, thanh quản rung lên, làm cho tay có cảm giác bị rung. Ở bài học trên, ta thu được kết quả như sau. Âm thanh do các vật rung động phát ra. Vừa rồi, các em đã học bài âm thanh. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bước qua bài sự lan truyền âm thanh. Ở bài học này sẽ giúp các em hiểu rõ âm thanh có thể truyền qua những chức nào trong cuộc sống xung quanh chúng ta nhé. Các em hãy quan sát ở hoạt động 1 và tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh. Như hình vẽ, ta đặt dưới trống một ống bơ, miệng ống được bọc ni lông và trên có rắc ít giấy vụn như hình. Ta gõ trống và quan sát các vụn giấy. Như kết quả quan sát, vì sao tấm ni lông rung? Tại sao khi gõ trống, tai ta nghe được tiếng trống? Như vậy, khi ta gõ trống, rung, không khí xung quanh cũng rung động. Rung động này được lan truyền trong không khí. Khi rung động lan truyền tới miệng ống, sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm các vụn giấy chuyển động. Tương tự như vậy, sau khi rung động lan truyền tới tai ta, sẽ làm màng nhĩ rung động, nhờ đó ta có thể nghe thấy được âm thanh. Vừa rồi,
Chúng ta đã đi tìm hiểu được âm thanh có thể truyền qua không khí. Sau đây là một số ví dụ về sự lan truyền âm thanh trong không khí. Tiếng trống trường, tiếng cô giáo giảng bài, tiếng còi xe và tiếng nhạc. Chúng ta tiếp tục bước qua hoạt động 2. Tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh qua chất lỏng, chất rắn. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tiến hành thí nghiệm như bên hình vẽ. Đặt một đồng hồ chuông đang kêu vào một túi ni lông, buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước. Áp một tay vào thành chậu, tay kia được bịt lại. Bạn có nghe thấy tiếng đồng hồ không? Kết quả này cho thấy âm thanh có truyền qua thành chậu qua nước được không? Từ thí nghiệm trên ta thu được kết quả, ta nghe thấy tiếng chuông đồng hồ reo. Như vậy khi ta buộc chặt đồng hồ trong túi ni lông rồi thả vào chậu nước, ta vẫn nghe thấy tiếng chuông đồng hồ lan truyền qua túi ni lông, qua thành chậu và lan truyền đến tai ta. Như vậy, âm thanh còn có thể truyền qua chất lỏng và chất rắn. Sau đây là một số ví dụ. Gõ thước vào hộp bút trên mặt bàn, áp một tay xuống bàn, bịt tay kia lại, ta nghe được âm thanh. Áp tay xuống đất, ta nghe tiếng bước chân và tiếng vó ngựa từ xa. Cá nghe thấy tiếng chân người bước. Cá heo, cá voi có thể nói chuyện với nhau dưới nước. Qua thí nghiệm trên, ta thu được kết quả và kết luận như sau. Âm thanh không chỉ truyền qua được không khí mà còn truyền qua chất rắn và chất lỏng. Ở hoạt động 3 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu âm thanh yếu hay mạnh lên khi khoảng cách đến các nguồn âm xa hơn. Và sau đây là một số ví dụ về sự lan truyền của âm thanh. Càng xa thì nguồn âm càng yếu đi. Đứng gần trống trường thì nghe rõ hơn. Khi ô tô ở xa, nghe tiếng còi nhỏ. Nói chuyện ở gần nhau thì nghe rõ hơn. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ yếu đi. Sau đây là một số ví dụ dẫn chứng. Khi đứng gần trống trường thì nghe rõ hơn. Khi ô tô ở xa, nghe tiếng còi nhỏ. Ngồi gần tivi, nghe tiếng nhạc nhỏ. Đi xa dần, nghe tiếng nhạc nhỏ đi. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai bài âm thanh và sự lan truyền âm thanh. Ta có kết luận như sau. Âm thanh do các vật rung động phát ra. Âm thanh không chỉ truyền qua được không khí mà còn truyền qua chất rắn và chất lỏng. Chúng ta vừa học xong buổi học ngày hôm nay. Cô chúc các em thật tốt. Thân chào các em.